Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung kim, ngày giáp ngọ, tức can sinh cho chi, có nghĩa là mộc sinh cho họ và ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, sa trung kim, kỵ tuổi, mậu tí, nhâm tí, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hợi các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tí và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như là sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, và sao tam hợp, tốt mọi việc, sao đại hồng sa, tốt mọi việc nhé. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao cô hồn, xấu đối với cưới hỏi, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao lộ ban sát, kỵ khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ cưới hội các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Và tiếp theo, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cho nên với bạn tuổi Tý, bạn hay cảm thấy căng thẳng và nóng nảy. Bạn tuổi Tý, bạn mệnh có nhiều cái suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến những cái hành động thiếu cảm soát và bạn tuổi Tý, bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh bằng cái cách hít thở thật sâu bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn mệnh có thể nhận được cái sự quan tâm của khá nhiều bạn khác giới Tuy nhiên, đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn và bạn tuổi tí, bạn nên giữ cái khoảng cách với họ. Nếu quản độc thân, hãy chờ đợi cái thời điểm khác thích hợp hơn với mình bạn tuổi tí nhé. Và trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tí, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi tí nên tránh đối đầu với cấp trên hoặc là lãnh đạo trong ngày hôm nay và bạn tuổi Tý nếu thấy đôi bên đều đang ở cái trạng thái nóng nảy thì bạn nên chủ động là người dừng lại chứ không nên tiếp tục cố chấp với những cái quan điểm riêng của mình bạn tuổi Tý nhé và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý bạn đang có cái điểm báo có cái sự mâu thuẫn tranh chấp và không nên xuất hành đi xa nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hệ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam đối với những bạn làm ở văn phòng cũng đang có cái điểm báo có cái sự sai sót và không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày bạn tuổi tý nhá về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim căng thẳng nóng nảy tử vi tuổi bính tý thuộc thủy hãy giữ bình tĩnh tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhân duyên khác giới tốt tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên giữ khoảng cách tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc mau thuận với cấp trên luận vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao quân số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi xỉu tuổi thân, tuổi thìn. Tờ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu đang có tính khí thất thường và bạn tuổi Sửu bạn không giữ được cái hình ảnh chính chắn, cẩn thận như thường ngày nữa mà trở nên rất chi là nóng nảy và thay đổi một cách nhanh chóng. Cái điều này khiến cho mọi người ngạc nhiên về bạn đó nhé và bạn tuổi sửu bạn hãy chú ý bạn nên cẩn thận với cái lời ăn tiếng nói kiểu của mình kéo lại đầu tháng lại gây ra nhiều cái chuyện thị phi đối với bạn tuổi sửu nhé với bạn tuổi sửu vì bạn tính nóng nảy cho nên bạn mệnh cũng thường mất kiên nhẫn khi làm việc đặc biệt là với những cái công việc khó khăn và phức tạp có lẽ trong cái khoảng thời gian vừa rồi bạn tuổi sửu bạn đã bắt mình làm việc quá sức và bạn hãy để cho bản thân mình được nghỉ ngơi một vài ngày để cho cơ thể của mình được thư thái, thoải mái hơn bạn tuổi xỉu nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi xỉu, may mắn là bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ. Cái điều này làm cho nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn và bạn tuổi Sửu nếu như có cái chuyện gì căng thẳng bạn hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ nhõm và nữ kia có thể giúp cho bạn đưa ra cái hướng giải quyết một cách đúng đắn, hợp tình hợp lý nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim tính khí thất thường, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy dễ mất kiên nhẫn, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa nên nghỉ ngơi, tử tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ nửa kia thấu hiểu, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc tâm sự với nửa kia đoạn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất cho nên với bạn tuổi dần luôn nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người trong ngày luôn và bạn mệnh tuổi dần bạn là người có được cái sự quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm việc ngay tuy nhiên những cái quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng đối bạn tự dần nhé. Và bạn tự dần trong ngày này bạn cần phải duy trì cái sự hăng hái và kiên trì của mình trong suốt cái khoảng thời gian thực hiện cái công việc. Đừng chỉ hứng thú một lúc đầu rồi về sau thành càng lúc càng bụa bê lười biếng như vậy thì bạn sẽ không thể nào hoàn thành được tốt cái công việc được giao hay là công việc giúp đỡ người khác đâu đó bạn tự dần nhé. Trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi dần, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi dần lại khá chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia phát triển rất tốt. Bạn tuổi dần, bạn là người quyết định những cái công việc trọng đại trong nhà. Thế nhưng trước đó bạn không quên trao đổi ý kiến với bạn đời của mình đâu đó bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhiệt tình với mọi người, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa quyết định nóng vội, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ bộ dở dựa chừng, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tôn trọng nửa kia, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim kim trì đến cùng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa Mạo Dậu cho nên với bạn tuổi Mão bạn đang có cảnh báo cần phải chú ý đến cái việc quản lý tài sản tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nhé và bạn tuổi Mão nếu không cần thiết tốt nhất là bạn mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng cẩn thận sẽ gặp phải đối tượng lừa đảo bạn trong ngày đó. Bạn tuổi mạo trong ngày Chủ nhật này nếu đang làm cái công việc kinh doanh, buôn bán thì bạn không nên đi đến những cái quyết định về đầu tư vào cái thời điểm này bởi rất có thể bạn sẽ vướng vào những cái mối làm ăn bất lợi bạn nên cần phải bình tĩnh chờ đợi cái thời điểm thích hợp hơn nếu không muốn tiền bạc của mình bị thất thoát bạn tuổi mạo nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi Mão ngày Chủ nhật này, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Mão là người cần cù và chăm chỉ, tuy nhiên lại thiếu đi cái sự quyết đoán vào những cái lúc cần thiết. Khi cảm thấy thiếu tự tin, bạn hãy hỏi ý kiến của những người xung quanh. Chắc chắn bạn sẽ thấy được cái nghị lực hơn rất nhiều bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điểm báo, có cái sự tranh chấp, rối rắm, bất đồng, khó lòng phát triển được, dễ mất của, hao tiền, tiểu nhân quấy phá bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, chú ý chi tiêu, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, không nên đầu tư, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, làm ăn thất thoát, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, Thiếu quyết đoán, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, tham khảo ý kiến người khác đột. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ Nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn dễ dàng nhận được cái sự công nhận của mọi người nếu như bạn làm trong những cái lĩnh vực như là nghiên cứu khoa học, nghệ thuật hay là dịch vụ đó bạn tử thìn nhá Và bạn tử thìn, bạn cần phải tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh của mình hơn nữa. Cái sự nghiệp thăng tín của bạn trong tương lai sẽ đến rất gần đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này bạn cũng cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao không nên tự cô lập mình trong một cái không gian riêng biệt những cái mối quan hệ rộng rãi có thể sẽ giúp đỡ cho bạn tuổi thìn mọi khi khó khăn hoặc là khiến cho bạn thăng tín một cách nhanh chóng hơn đối đối với đối bạn tuổi thìn nhé trong cái vận trình của bạn tuổi thìn ngày chủ nhật này bạn lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày này lại được tốt đẹp nhá. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thìn với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Và bạn tuổi thìn, bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước, giàu kinh nghiệm. Cho dù có ý kiến của đôi bên có bất đồng thì bạn cũng không vội vàng phản bác mà thường suy ngẫm thật kỹ càng trước khi đưa ra cái quyết định cuối cùng nữa đó bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa khẳng định giá trị tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ thể hiện điểm mạnh tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc mở rộng quan hệ tử vi tuổi canh thìn thuộc kim gia đình hòa thuận tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không nên cô lập đoạn về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay tiến trị rất chi là thuận lợi bởi bạn đang nhờ có được cái sự giúp đỡ của tam hội cục phù trợ cho bạn và bạn tuổi tỵ bạn có được cái thái độ hòa nhã khiến cho bạn mệnh thường được nhiều người yêu mến và với bạn tuổi tỵ có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là khi cơ hội xuất hiện trước mắt bạn tuổi tỵ, bạn nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt, không nên nghi ngờ chính mình mà chần chừ do dự quá lâu nhé. Những cái cơ hội quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lần thứ hai với bạn. Được. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có họa khác với kim. Cái điều này làm cho bạn tự tị cần phải dành nhiều thời gian quan tâm cho người nhà của mình hơn. Đó là những người gắn bó với bạn cả đời và sẵn sàng ở bên bạn giúp đỡ và động viên cho bạn mỗi khi bạn đương đầu với những cái khó khăn, thách thức trong cuộc sống đó bạn tự tị nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa công việc thuận lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nắm bắt cơ hội tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên do dự tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy quan tâm hơn đến gia đình luận về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, quân số may mắn, số 2, số 4, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện, ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những cái tác động xấu cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi ngọ, bạn mệnh tỏ ra hiếu thắng, bạn không chịu được những cái lời nói kích bác của người khác và dễ đưa ra những cái quyết định nóng vội đột trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ bạn không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích nghe những cái lời khiên ngợi dụ nịnh từ phía người ngoài và bạn tuổi ngọ bạn nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ tín bộ dần lên và chúng có giá trị hơn những cái lời khiên ngợi nhiều đó bạn tuổi ngọ nhé và trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ đây không phải là cái thời điểm lý tưởng để cho bạn quyết định đi xa. Tuy nhiên, nếu như có việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn cái sự may mắn, hạn chế những cái rủi ro đến với mình bạn tự ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tính tình hiếu thắng, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy quyết định nóng vội, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thích được khiên ngợi, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ học cách lắng nghe, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên đi xa đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi ạ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có họ sinh cho thổ vượng cho nên với bạn tuổi mùi bạn rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay và ngày này đối với những bạn đang quản độc thân bạn hãy tranh thủ cái cơ hội này để tiếp xúc và mở rộng lòng mình hơn với những cái đối tượng khác giới biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình đó bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh có một ngày yên bình, bạn và nữ kia rất yêu thương nhau cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Cái khoảng thời gian ở nhà chính là cái khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự đó bạn tuổi mùi nhé. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi mùi đang có được những cái cơ hội thăng tín trong ngày và bạn tuổi mùi bạn tính chăm chỉ cẩn thận không ham danh lợi của bạn được cấp trên đánh giá rất chi là cao và bạn cần phải tiếp tục để phát huy những cái điểm mạnh của mình để được thăng tín trong tương lai của mình gần hơn bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim vượng vận về đào hoa, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy hãy mở lòng mình, tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa quan tâm gia đình, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cơ hội thăng tín, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc được đánh giá cao. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao quân số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi thân bạn trải qua một ngày làm việc không được mấy thuận lợi với mình nhé và bản thân, bạn tuổi thân á, bạn mệnh có thể vướng vào những cái vụ tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là các phia phái với nhau ở nơi công sở nơi làm việc và bạn cần phải giữ cho mình cái đầu óc tỉnh táo để không vướng vào những cái chuyện thị phi này nhé. Bạn tự thân, bạn cũng cần phải quan tâm đến những cái hoàn cảnh xung quanh mình hơn, xem mọi người có những cái đánh giá, nhận xét gì về bản thân mình. Đừng có sống quá khép kín và cô lập mình với những người xung quanh, khiến cho cái cuộc sống của mình lại trở nên buồn bã và tịa nhạt đó bạn tự thân nhé. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi thân với nữ kia của mình lại không được tốt. Hai bên có thể xảy ra những cái hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và bạn tuổi thân, bạn đừng có vội nóng giận mà cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những cái xích mích không đáng của bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, công việc không thuận lợi. Tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, mau thuận với đồng nghiệp. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, quan tâm đến hoàn cảnh. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, vợ chồng hiểu lầm. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, không nên nóng nảy đuận. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày cố kiếp tài gây họ cái điều này làm cho bạn tuổi dậu dễ vướng phải những cái rắc rối không mong muốn trong công việc của mình nhé và bạn tuổi dậu bạn đừng có nên dễ dàng nghe theo những cái lời xui khiến của bất cứ ai bạn cần phải giữ vững cái lập trường của mình và tránh xa những cái hành vi tranh quyền đoạt lợi trong ngày nhé. Với bạn tuổi dậu, trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì quan trọng, bạn cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không nên thiếu lý trí, thậm chí là manh động. Và tốt nhất là bạn tuổi dậu, bạn hãy tìm cái cơ hội trao đổi với những người có kinh nghiệm hơn mình. Bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên rất chi là hữu ích cho mình đó bạn tuổi dậu nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cho nên, bạn mạnh tuổi Dậu, bạn cần phải tránh xa những cái mối quan hệ về trai gái phức tạp nếu không muốn rước họa vào thân mình nhé. Nếu có ai đó chủ động tiếp cận, bạn tuổi Dậu, bạn hãy giữ một cái khoảng cách chừng mực, nhất là đối với những người đã có gia đình rồi đoạn. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điểm báo mất tiền hao của, có cái sự va chạm, cải cọ, thị phi bất ngờ đối bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, không nên cả tin, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, dự vững lập trường, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, suy nghĩ kỹ càng, từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, trao đổi ý kiến, từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, giữ khoảng cách với người khác đoạn vài đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 5 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất đó cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất trải qua một ngày rất chi là may mắn với mình, đặc biệt là nếu như bạn làm trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học hay là dịch vụ nhé. Và bạn tuổi Tuất á, bạn hãy tự tin thể hiện cái khả năng của mình, mọi người sẽ rất ngưỡng mộ và ủng hộ bạn nhiệt tình luôn đó bạn tuổi Tuất nhé. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất á bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tử tuất lại rất chi là tốt đẹp. Bạn tử tuất bạn có được một mái ấm gia đình, hạnh phúc nếu như đã kết hôn rồi. Hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những cái hành động của bạn. Dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa bạn tử tuất nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, con cái cũng là một trong số những cái điều khiến cho bạn mệnh tự hào. Và bạn tuổi Tuất, bạn không đặt ra những cái yêu cầu quá cao cho con cái của mình. Ví dụ như là phải đứng thứ mấy trong lớp hoặc là phải có năng khiếu gì trên một cái lĩnh vực nào đó. Và bạn tuổi Tuất, bạn muốn để cho con cái phát triển một cách tự do hơn đoạn. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa gia đình hạnh phúc tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nửa kia tháo hiểu tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tự hào về con cái tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nhận được sự ngưỡng mộ tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thể hiện bản thân nhé về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngũ hành thủy khắc với thủy cho nên với bạn tuổi Hợi bạn dễ gặp phải những cái điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội nhé và bạn tuổi Hợi không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự vì thế, bạn tuổi hợi, bạn không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì những cái chuyện này bạn tuổi hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi hợi, trong gia đình, cái mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt với nhau. Bạn tuổi hợi, bạn hãy tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện tới đâu thì tới bạn tuổi hợi nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi hợi ngày Chủ nhật này là bạn đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cho nên, đối với những bạn làm ngành nghệ tự do thì có được cái cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi hợi, nếu đã làm việc chăm chỉ suốt cái thời gian vừa qua thì những gì mà bạn nhận được là vô cùng xứng đáng và bạn có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái món quà ý nghĩa nữa rồi đó bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa vợ chồng lạnh nhạt, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ quan tâm đến nửa kia, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên thất vọng, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cơ hội phát tài, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nhận được phần thượng nửa đoạn về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào hẹn lại.